Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay nhà mình có trồng hành lá nè, cho nên mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách bảo quản hành lá để lâu không có bị hư. Và cách bảo quản hành lá này nó cũng rất là đơn giản và dễ làm. Hành lá sau khi mà mình bảo quản khoảng tầm 1 đến 2 tháng á, thì hành lá vẫn giữ nguyên màu xanh tươi nè, vẫn giữ nguyên mùi vị của hành, rất là thơm ngon. Mình không cần đi chợ nhưng mà vẫn có hành lá trong gia đình mình sử dụng. Cả nhà xem tiếp, nếu thấy thích cách bảo quản hành lá của mình thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực để ra nhiều clip chia sẻ những cách bảo quản rau củ khác cho cả nhà cùng xem. Và sẵn tiện hôm nay mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem cái vườn hành của mẹ mình trồng nè. Thì cái đám hành này mẹ mình trồng khoảng được 30 ngày rồi và hôm nay nó cũng đã bắt đầu nhảy con. Thì bây giờ mình sẽ qua mình nhổ cái hành ở bên đây, mình sẽ vô mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Thì hành này thì mẹ mình trồng lâu rồi cho nên nó nhảy con rất là nhiều luôn. Lúc này đang vào đợt giãn cách xã hội cho nên mình cũng biết là cả nhà rất là khó đi chợ để mình mua hành lá về ăn. Ở sẵn hôm nay thì nhà mình có trồng hành lá nè, cho nên mình sẽ nhổ vài bụi vô rồi mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách bảo quản hành lá và để lâu không có bị hư nha. Ở nhà mình á, mẹ mình tận dụng cái sân trước cửa ở nhà cho nên mẹ mình trồng rất là nhiều hành lá luôn. Bụi nào bụi nấy nó rất là to và rất là tốt luôn nè cả nhà. Rồi thì bao nhiêu đây là mình đã được rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình làm cho cả nhà cùng xem nha. Hành sau khi mình mua về thì mình sẽ cho qua thau nước mình rửa cho nó sạch sẽ nha cả nhà. Mình cho nó vô mình rửa như vậy nè. Cả nhà nếu mà sợ mình mua hành ở ngoài chợ mà có bị phân thuốc thì mình có thể dắt một trái chanh hoặc là mình có thể cho muối vào trong cái nước mình rửa hành nè để cho nó mình rửa cho nó sạch ba cái thuốc trừ sâu rồi đó. Còn ở nhà mình thì trồng cho nên mình chỉ rửa nước cho nó sạch đất là được rồi. Mình sẽ rửa 2-3 lần nước để cho nó sạch cái hành này. Trong lúc mà mình rửa hành lá thì mình thấy những cái lá nó vàng úa như vậy nè. Thì mình sẽ gỡ ra mình bỏ như cái nha. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách bảo quản hành lá để lâu không có bị hư. Dành cho những bạn nhà có tủ lạnh và những bạn nhà không có tủ lạnh. Thì hành lá sau khi mình mua về thì mình cũng đã rửa sạch và mình sẽ bỏ những cái lá mà nó bị vàng vàng như vậy nè. Mình bỏ ra riêng, mình lật mình bỏ như cả nhà. Đó, thì cái cách đầu tiên dành cho những bạn mà không có tủ lạnh. Thì khi mà hành lá mình mua về sau đó mình sẽ rửa sạch nè. Sau đó mình sẽ cắt cho nó bớt rễ. Mình cắt bớt rễ ra. Sau đó thì mình sẽ cắt, mình sẽ lấy cái gốc. Và ở đây thì mình có chuẩn bị một cái ly nước. Và trong cái ly này mình có chế một chút xíu nước này cả nhà. Và để cái bảo quản cái hành lá của mình được ăn lâu hơn á, thì sau khi mà mình cắt cái rễ nó xong á, mình cho cái hành vào trong cái ly nước như vậy nè. Sau vài ngày thì hành nó sẽ ra rễ. Rồi nó bắt đầu những cái tược này nè, nó sẽ lên cao thì lúc đó mình chỉ cần mình cắt cái tược đó ra là mình sử dụng thôi. Đây là cái cách mà dành cho những bạn mà nhà không có tủ lạnh nè. Mình cứ nhét chung như vậy nè. Lúc nào mà hết nước ở trong cái ly này rồi á thì cả nhà có thể châm nước vô để cho cái hành nó có đủ nước để nó hút nước nha. Hoặc là trong cái lúc mà mình mua về mình chia ra phân nửa. Phân nửa này thì mình sẽ cho vào trong ly nước để cho nó hút nước. Phân nửa này thì mình có thể đem ra ngoài đất để mình trồng. Sau khi mình đem ra ngoài đất như vậy thì nó sẽ đâm tược lên rất là nhiều nè. Đó, mình trồng mình chừa cái rễ vậy nè. Thì cái hành của mình đó, nó sẽ mau phát triển lắm. Còn nếu mà mình không trồng ngoài đất thì mình cứ để như vậy nè.
rồi hành nó lên cao lên, mình chỉ cần ăn bao nhiêu mình cắt bao nhiêu, rất là đơn giản dễ làm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà mình thêm một cái cách nữa. Mình bảo quản cái lá hành thì bây giờ mình sẽ cắt hành này ra làm đôi. Sau khi mà mình cắt hành lá ra làm đôi xong rồi á thì mình sẽ sử dụng một cái miếng khăn giấy, rồi mình sẽ lau cho cái hành này nó khô lại. Tại vì mình rửa hành á nó còn nước cho nên mình sẽ lau cho nó khô lại. Mình làm vậy nè, cho cái hành lá nó thấm nước. Đây, hành lá của mình bây giờ nó cũng đã khô rồi nè. Sau khi mà mình lau cái hành lá nó đã khô nước rồi á thì bây giờ mình sẽ dùng một cái miếng khăn giấy khác. Mình sẽ cuộn nó lại giống như là mình cuộn chả giò vậy đó cả nhà. Sau khi mà mình gói hành như vậy xong rồi nè thì mình sẽ dùng một cái miếng khăn giấy nữa, mình sẽ gói lại một lần nữa. Hành sau khi mà mình gói như vậy xong rồi nè, nếu mà cả nhà có cái hộp mũ á, mình sẽ bỏ vào trong hộp rồi mình sẽ đậy kín lại, mình sẽ để vào trong ngăn đá tủ lạnh. Còn nếu mà cả nhà có mà cái giấy bọc thực phẩm á, mình gói xong mình cho vào trong cái màng bọc thực phẩm, rồi sau đó mình sẽ bọc kín lại. Rồi như vậy thì mình cũng sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh á, thì mình sẽ sử dụng nó cũng lâu, lúc nào mình ăn thì mình chỉ cần lấy ra thôi. Đây là cách thứ hai nè. Cách thứ ba thì mình sẽ cắt hành nhỏ, hành lá nhuyễn ra. Mình cắt ra giống như là mình nêm canh đó cả nhà. Đây, hành lá mình cắt nhuyễn xong nè. Sau khi mà mình cho ra một cái tô xong á thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm, mình cũng sẽ bọc kín lại. Rồi mình cũng sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh luôn nha. Và bây giờ mình sẽ cho cả nhà xem hành lá sau khi mình để tủ lạnh xong nè. Màu xanh hành lá vẫn còn giữ nguyên nha. Mình cứ muốn nêm nếm canh hay là mình làm cái gì đó, mình chỉ cần lấy muỗng á, mình múc như vậy nè. Cả nhà xem nè. Mình xài bao nhiêu thì mình múc bấy nhiêu, không thay đổi gì hết. Rất là tơi xốp luôn nè cả nhà.
Cả nhà mình lưu ý nha, khi mà mình lấy hành lá trong tủ lạnh ra để sử dụng á, thì mình lấy bao nhiêu, sau đó mình sẽ dùng bọc thực phẩm, mình cũng sẽ bọc kín lại để cho cái không khí nó không có lọt vô. Nếu mà cả nhà không bọc lại á, thì nó sẽ dễ bị mềm lắm cả nhà. Đây, mình lấy xong rồi, sau đó mình sẽ bọc lại, rồi mình cũng để tiếp tục vào trong ngăn đá tủ lạnh nữa. Rồi như vậy thì cứ sử dụng hoài luôn, không có bị hư và cũng không có thay đổi màu sắc gì lắm. Cả nhà mình lưu ý nha, khi mà mình lấy hành lá trong tủ lạnh ra để sử dụng á, thì mình lấy bao nhiêu, sau đó mình sẽ dùng bọc thực phẩm, mình cũng sẽ bọc kín lại để cho cái không khí nó không có lọt vô. Nếu mà cả nhà không bọc lại á, thì nó sẽ dễ bị mềm lắm cả nhà. Đây, mình lấy xong rồi, sau đó mình sẽ bọc lại, rồi mình cũng để tiếp tục vào trong ngăn đá tủ lạnh nữa. Rồi như vậy thì cứ sử dụng hoài luôn, không có bị hư và cũng không có thay đổi màu sắc gì lắm. Cả nhà xem clip, nếu chưa thích cách bảo quản hành lá để lâu không bị hư của mình thì hãy nhớ bấm vào đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Rồi thì bây giờ mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Xin chào cả nhà.